tiền mua được thời gian vô nghĩa, vì cuộc đời này thời gian vô nghĩa nhiều lắm. Ví dụ khi ta bệnh tật, khi ta phải bỏ tiền ra kiếm sống, cái đó nó đâu gọi là vô nghĩa anh. Giờ em hỏi anh bệnh để làm gì? Anh bệnh nó là cái sự trả giá của cái việc anh ăn uống có đúng hay không, anh có chăm sóc sức khỏe hay không. Anh tập thể dục thì anh sẽ bớt bệnh hơn cái người không tập thể dục. Anh ăn uống hàng ngày khỏe, có khoa học, có kiến thức, anh ăn đủ chất, đúng chất thì anh sẽ bớt bệnh hơn cái người mà cứ nhét ba cái đồ chiên xào mỡ đồ vô, nhậu nhẹt vô, hút thuốc vô chứ. Nó không phải là vô nghĩa, nó gọi là trả giá. Nó gọi là anh ăn cái gì vô trong người anh thì anh nhặt lại cái quả đó sau đó thôi. Ok, rồi cái tiếp, tiền khi mà trả bệnh tật, rồi khi trả kiếm sống, anh đâu nhất thiết. Anh bệnh thì anh để chết mất mới gì, anh sống để làm gì? Nên em lúc nãy em mới nói đến cái chuyện tự sinh tự diệt á. Bệnh mà anh phải chết thì anh phải chết thôi, đến số anh đi thì anh phải đi thôi. Anh chỉ cố gắng làm quá nó lên, anh sống để làm gì? Anh sống thêm cũng chỉ làm dơ thêm đất, rồi cũng phải có người dọn phân cho anh, dọn nước tiểu cho anh, dọn ói mửa cho anh thôi. Nó không có gì tốt đẹp hết. Em cũng vậy, bởi vậy nên em mới khi mà em quyết định là em cống hiến cái cơ thể của em khi mà em chết là vậy đó. Em làm một cái cạc, em nói mọi người rồi là ngày mai mà Nhi mà bị tai nạn giao thông hay gì, mà Nhi bị liệt, mà Nhi không thể quyết định được là Nhi có thể hiến tạng của mình cho ai, thì cái cạc đó nó tự động người ta sẽ lấy tạng của Nhi và không cần một cái sự đồng ý nào của người nhà Nhi hết. Có nghĩa không một người nhà nào của Nhi có quyền cản bác sĩ lấy giác mạc của Nhi cho người khác, lấy tim của Nhi cho người khác, lấy tủy của Nhi cho người khác. Tại vì ngay tại cái thời điểm đó Nhi đã quyết định cái sinh mạng của Nhi đó là Nhi cống hiến lại cho người khác rồi. Đến lúc chết thì phải chết thôi, chứ có gì đâu mà phải chật vật mà phải bỏ tiền ra mà để kiếm sống, để mà chữa bệnh, để làm gì? Nếu như mình không muốn bệnh ngay từ bây giờ mình phải sống mạnh khỏe, đơn giản vậy thôi. Nếu như mình không muốn mình ngu dốt thì bây giờ mình phải học. Nếu như mình không muốn về già mình khổ thì bây giờ mình phải có kiến thức. Nếu như bây giờ mình không muốn con cái mình khổ thì bây giờ mình phải học để mình dạy cho con mình cho nó bớt khổ. Nếu như mình muốn cha mẹ mình tôn trọng mình thì mình phải biết được là tại sao ba mẹ mình không tôn trọng, để mà mình học để cho ba mẹ mình tôn trọng mình. Cái gì cũng vậy hết, cái đó gọi là trả giá, chứ nó không có gọi là vô nghĩa. Cái gì mình làm mà có tuổi trẻ về già mình sẽ gặt cái đó, đơn giản vậy thôi, không có phải là vô nghĩa. Còn cái chuyện mà nhiều người nói là ba mẹ về già rồi sống khổ cho con, đứa con nó lại có một cái bài học. Nếu nó thấy ba mẹ nó tuổi trẻ làm lụng như vậy xong về già làm khổ cho con thì bây giờ nó phải học lại. Có hai trường hợp học, nó cũng sẽ y xì vậy đối với con của nó. Hoặc trường hợp thứ hai, già mình không có muốn làm khổ cho con mình như vậy nữa thì làm sao đây? Để dành tiền đầu tư sinh lãi, có nhiều tiền, già lo được cho mình, con nó có cuộc đời của nó. Bệnh chết không sao, bác sĩ lấy xác tu làm gì cũng được, khám nghiệm khoa học tử thi bất cứ gì cũng được, đừng có làm phiền gì tới con tôi. Nó phải đi chôn, đi cất, đi đốt, đi tốn tiền phúng điếu mất công. Đó là những cái người sống trượng nghĩa và sống biết lo cho tất cả mọi người xung quanh đó. Nhi bị rất, lúc mà Nhi ký cái giấy đó, chồng cũ của Nhi còn nói là Nhi ích kỷ, Nhi không có để cho mọi người được chăm sóc thình thể của Nhi khi mà Nhi chết. Thì nói cái lúc sống thôi không chăm, đi đợi chết đi chăm để làm cái gì? Lúc đó thúi quay ra rồi mà chăm làm để làm cái gì? Trong lúc còn tỉnh bây giờ đây đang thèm đồ ăn, nó đi mua đồ ăn cho mà còn nặng nhẹ lên súng mà đợi chết mà quan tâm để làm gì, đi diễn? Nhưng tin vô mấy cái đó, không tin vô đám ma, đám cưới, đám quẩy, nhưng tin vô đám giỗ, nhưng tin vô mấy cái thứ đó. Những cái đó là con người tự tạo ra để mà có cái cho nó gọi là entertainment á, gọi là cho vui vậy đó. Còn thật ra bản chất bạn nếu bạn yêu thương một ai đó, bạn lo từ bây giờ. Bạn thương con bạn ráng làm cho nhiều tiền, mua cho nó 2-3 cái nhà mấy chục tỷ đi, rồi bày cho nó cách kiếm tiền đi. Đó gọi là thương, chứ đâu phải thương nó là còn ba mẹ thương con đó cho nên con đi học, sau này con làm kiếm tiền nuôi lại ba mẹ. Không có, cái đó là bullshit, cái đó là xạo. Thương con thì phải để cho nó tự do, nó sống cuộc đời của nó. Có những thứ em cố gắng nhớ lại để giải tỏa khúc mắc nhưng không thể. Có cách gì để mình nhớ lại không? Có em phải đi tìm những cái nơi như là thôi miên vậy, bác sĩ tâm lý. Chị ơi, mình tập trung ở hiện tại mà sao em vẫn còn cảm thấy lo lắng vậy chị? Nhiều khi em cứ cảm thấy mù mờ về cái thế giới này, như kiểu là ignorant. Cái mà trạng thái em đang trải qua nó gọi là anxiety. Anxiety có nghĩa là em lo lắng đến cái tương lai. Em không biết tương lai nó như thế nào, em không biết được là cái điều gì nó sẽ xảy ra trong tương lai và em sẽ đối diện với cái điều đó như thế nào. Cái này nó không gọi là ignorant. Ignorant nó là thể hiện sự ngu dốt. Em không có ngu dốt, em chỉ không biết được tương lai. Không có ai có thể predict được future hết. Predict future có nghĩa là định vị được tương lai, không ai biết được hết. Có ai biết được là ngày mai COVID nó lên hay nó xuống thêm nhiều trường hợp nữa hay không? Không ai biết hết. Bởi vì sao? Bởi vì những con người ngồi kia ignorant, không phải em, là những có những người người ta ngu dốt thật sự. Nói họ đeo khẩu trang vô ở nhà 15 ngày có khó vậy không? Nhưng mà người ta vẫn không thích nghe. Người ta thích đi ra đường, người ta thích để cho người ta bị bệnh chơi vậy đó, bị chơi vậy đó.
người ta cảm thấy người ta thông minh hơn tất cả những người khác. Những người càng dốt lại là những người càng tỏ ra mình là người thông minh nhất, và đó chính là cái nguy hiểm của tương lai. Và em sợ hãi nó là điều bình thường, nhưng mà cái chị luôn nói để mà các bạn bình tĩnh và các bạn tập trung vào cái thì hiện tại đó là tại sao? Tại vì em chỉ có thể làm cái điều tốt nhất ở cơ thể của em, ở trạng thái của em không thể điều khiển người khác được. Cái em đang lo lắng là em muốn điều khiển người khác, nhưng em phải chấp nhận được là em không có cái năng lực điều khiển được ai hết. Em chỉ có cái năng lực để điều khiển cái hành vi của mình nè, cái tư duy của mình nè, cái hành xử của mình. Đó là sao? Đó là em sẽ không có đi ra đường và em sẽ đưa dịch cho người khác, em sẽ tôn trọng mọi người, cái khoảng cách em đứng bao xa, em sẽ đeo khẩu trang, em sẽ rửa tay thường xuyên, rồi nếu như không cần thiết em sẽ ở nhà. Ví dụ như nếu như không cần thiết nữa thì em cũng không có nhất thiết em phải đi đám cưới, đám quẩy, đám giỗ đồ gì hết. Ví dụ như em hiểu chưa? Thì khi mà mình tự tạo ra cho bản thân mình có ở cái thì hiện tại mình là cái phiên bản tốt nhất á, thì mình không có cần quan tâm đến những người khác. Cái xã hội nó theo cái chiều nào thì em theo cái hướng đó để em còn tồn tại, để em sống qua cái cơn bão này thôi. Nó giống như chuyện là bây giờ nó đang có bão, em sẽ nhìn thấy những cái người trên thuyền họ chỉ cố gắng sống sót thôi chứ họ không có cố gắng chống bão, vì cơn bão nó quá mạnh. Họ là một con người tí hon ở trên cái thuyền, họ biết được là giờ sống chết mặc bay thôi, giờ con thuyền nó theo hướng nào thì họ theo hướng đó thôi, chứ họ không có cố gắng là gọi là múc nước ra khỏi thuyền hay làm cái gì đó. Thì cái em đang làm đó là em ráng múc nước ra khỏi thuyền trong khi nó là bão, mà nó đâu phải là bị lũng thuyền xíu gì nước lên xíu rồi em múc nó ra đâu, không có. Đây là bão lớn, và cái điều này nó sẽ xảy ra. Mọi người cứ nghĩ là 2020 xong rồi, 2021 là hết dịch, không có. Chết nó cũng phải 3 cho tới 7 năm nha mọi người. Tức là sau dịch nó còn cái hậu của cái dịch nữa. Có nghĩa là nhiều người thất nghiệp. Tình trạng thất nghiệp nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Tài chính. Tài chính nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Những đứa trẻ nó có đồ ăn cơm, rồi nó có tiền đi học hay không, rồi xã hội nó như thế nào 5 năm, 7 năm tới. Nó không có đơn giản như mọi người nghĩ. Bởi vậy nên mọi người thấy Nhi rất là đàm tĩnh, bởi vì Nhi đã biết trước điều này nó xảy ra, bởi vì Nhi đã có kiến thức, Nhi đã học, cho nên là Nhi đối diện với nó một cách rất là bình thản, bình tâm và tự tin nhất. Và Nhi không có cố gắng thay đổi cái tình thế, Nhi vẫn đi làm hàng ngày, Nhi vẫn đối diện với nó một cách bình tĩnh nhất. Tại vì sao? Bởi vì Nhi biết được là Nhi chỉ có thể làm điều tốt nhất của một phần con người trên thế giới này thôi. Đó là Nhi không có ráng đi đưa cho người khác bệnh. Nhi sẽ ở nhà những cái lúc Nhi cần ở nhà, hoặc là Nhi đi đâu Nhi cũng đeo khẩu trang hết. Ví dụ như vậy, Nhi theo luật pháp, Nhi tôn trọng. Đó là cái điều duy nhất em chỉ có thể làm được để em bớt đi cái phần lo lắng của mình thôi. Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu bạn là người đầu tiên vô livestream, chưa bao giờ coi kênh của Nhi, chưa bao giờ like và share và subscribe, và quan trọng là nhấn nút cái chung nữa.